lần trước là đi có 18 ngày à. Lần trước đi có 18 ngày thôi hả? Dạ, lần này, lần này nó đi, nó đã đi luôn rồi. Ngon chứ, dạ, bây giờ mày đừng kiếm tao nữa. Mày đừng kiếm tao nữa. Tao không có gì với mày đâu. Tao không về với mày. Dạ. Ồ. Lần trước là tại sao vợ lại bỏ nhà đi 18 ngày? Tại vì lục chân nó quen em bạn tới tốt. Ví giời ơi. Vì em kêu nó ngừng, nó nói, nó không ngừng. Nói mày làm gì tao làm đi. Dạ, bảo hiểm xin với cả Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và bạn. Dạ, trong những ngày gần đây anh em xin Dương phải đã ghi nhận rất nhiều các cô các chú các anh chị phải nói là ở tất cả những tỉnh phải nói vô cùng rất xa, rất nhiều người từ phía miền Trung, phía miền Bắc và phải nói là miền Tây để về đây mong muốn nhờ anh em xin Dương tìm người thân. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo của một anh trai hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa để về đây mong muốn là nhờ anh em xin Dương ghi nhận đăng tìm thì vợ. Dạ, câu chuyện là kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin chào anh trai nhé. Dạ. Anh cho biết là anh tên gì? Dạ, em tên Danh Tùng. Danh Tùng hả? Dạ. Một anh Tùng quê ở đâu? Em quê Kiên Giang. Mình là người... Người dân tộc Khmer. À, người Khmer hả? Dạ. Danh Tùng. Anh dạ. Tùng nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 43. 43 hả? 43 dạ. Là sinh năm mấy? Sinh 1982. 82 hả? 82, 42 thôi. 42, 43. Dạ. Tuổi tốt đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Danh Tùng. Dạ. Quê Kiên Giang. Dạ. Anh Tùng cho biết là hiện nay là anh về đây nhờ anh em chính Dương tìm ai? Tìm vợ em. Vợ tên là gì? Dạ, anh tên là Thầy Hòn. Nó bỏ nhà. Vợ tên là The hả? Dạ, Thầy Hòn. Thị Hoàng hả? Dạ, Hòn Đá. Hòn hả? Dạ. Vợ nhiêu tuổi đó? Dạ, năm nay cũng 39 nè. 39 tuổi hả? Dạ. Hai vợ chồng mình có đăng ký cái đó không? Dạ, có anh. Anh được mấy người con thôi? Hai đứa ạ. Trai gái? Dạ, hai thằng trai anh. Hai người trai hả? Dạ. Con anh nhiêu tuổi rồi? Con năm nay cũng vô học lớp 12 rồi anh. Ồ, con dạ. Lớn đấy hả? Dạ. Một bé đã học lớp mấy? Một bé là học lớp 3. Có nhỏ mấy? Dạ, cách nhau cũng hơi lâu anh. Ồ, mình xin thêm hả? Dạ. Ồ. Không, cái đó là hai vợ chồng em là phối hợp đúng không? Phối hợp nhịp nhàng hả? Dạ, dạ. Ồ, mình phối hợp hay đấy. Kế hoạch tốt. Dạ. Anh cho hỏi hiện nay anh Tùng hả? Anh đang làm công việc gì? Em làm công ty. Làm xí nghiệp hả? Công ty gỗ ở Bình Dương. Ồ, mày quê Kiên Giang. Dạ. Bây giờ em lên đây lập nghiệp. Ồ. Hai vợ chồng bây giờ vợ em dặn em nó bỏ đi. Vợ dặn anh bỏ đi hả? Dạ. Vậy đi. Là hai vợ chồng anh ở chung hả? Dạ, ở chung hiện tại ở chung nó bỏ đi rồi. Ở chung tại nhà. Dạ. Ồ. Lên đây lập nghiệp rồi nó dặn em nó bỏ đi. Ừ. Lâu cách đây cũng gần 2 tháng rồi anh. Đi hồi 17. Ngày 17 tháng 7. Ồ, giờ gần 17 tháng 9 rồi. Gần dạ, rồi. Dạ, gần 2 tháng rồi. Vậy là có con anh ở đâu? Con ở dưới quê rồi. À, con gửi ở gia đình ở quê hả? Dạ. Hai vợ chồng anh là đều là công ty hả? Dạ, đúng rồi. Chung công ty không? Chung công ty rồi chung một khâu luôn. Ồ, vậy là thuận tiện đó. Dạ, rồi nói em bữa ẩm bên công ty mà nó ép sản lượng em tàu phó đó, ép sản lượng tàu em. Tàu phó hả? Dạ, tàu phó ép sản lượng đúng không? Dạ, rồi em kêu vợ em nghỉ. Người nói giờ em nói làm ở đâu là cũng không được, bây giờ em đi làm chỗ khác, anh đi làm chỗ khác. Người nó nói vậy rồi em năn nỉ giờ mình đi làm chung đi em, bây giờ làm công ty đó không được mình đi chỗ khác. Vậy vậy rồi bữa đó em đi ca đêm em buồn ngủ quá, tầm cỡ 11 giờ đó, vậy đó. Người nó khét cái nó bỏ trốn luôn. Trốn luôn hả? Dạ. Trốn 12 giờ đêm luôn hả? Không, giấc sáng. Mấy giờ sáng? Không, 11, tầm cỡ 11 giờ mấy đó. 11 giờ là nửa đêm thôi. Không, em đi ca đêm rồi giờ về ngủ hả? Giờ ngủ sáng lên á, tầm giờ này nè. Ừ. Thế mà mấy giờ vợ anh bỏ trốn? Dạ, em ngủ quên. Không biết mấy giờ luôn. Dạ, tầm cỡ em ngủ đâu rồi, cỡ 10 giờ mấy em mới ngủ, em bây giờ em đi ca đêm đó. Ồ. Sáng lên rồi xin nghỉ công ty đó rồi em vô
Rồi. Vô dây thôi việc đó. Anh Tùng cho hỏi này. Cái người mà làm ép anh ấy. Dạ. Ép sản lượng đúng không? Gọi là ép để làm nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Cái người đó có quen với vợ anh không? Dạ không. Mình là người đó trai hay gái? Người đó trai. Trai hả? Dạ. Anh có thấy là người đó nói chuyện với vợ anh bao giờ không? Cũng nói chuyện bình thường thôi. Vợ anh có nói chuyện thân mật với người ta không? Dạ cũng có nghe. Cái vụ mình đi làm công nhân mình phải nể người ta vậy đó. Mình phải nể người ta, mình nói thân vậy đó anh. Người... Hai vợ chồng anh dạ. Về Bình Dương dạ. Để làm việc lâu chưa? Dạ em cũng lên gần 8 năm rồi. Hai vợ chồng lương cao không? Lương nhiều tiền đâu? Vậy hiện tại lúc em làm công ty đó cũng được 13 triệu mấy anh. Cũng cao đó. Một hai vợ chồng em là cũng được thu hoạch cũng khá đó. Được 20 không? Dạ 27 mấy anh. Ôi giời ơi. Hai vợ chồng quá cao rồi, mình không chịu khó. Dạ. Nhưng mà chắc người ta ép mình làm mệt quá hả? Dạ. Nhưng mà người ta ép sản lượng như vậy mình càng làm nhiều tiền thì sao? Không phải, ép sản lượng cái vụ. Ép sản lượng đó cái vụ. Tổ trưởng bữa đó là ghi sản lượng rồi. Nó bôi trên sản lượng đó rồi. Nó tăng cho sản lượng cho em. Nó làm hết cái sản lượng đó thì mới được về. Sao mình không nói chuyện nhẹ nhàng? Bây giờ tôi mệt quá rồi, vợ ốm con đau. Đến giờ trễ rồi, tôi cố gắng hết sức rồi. Em cũng năng nỉ anh à, nói vậy đó rồi em chị em không có nói gì, em chỉ cử với ảnh rồi em sáng lên hai vợ chồng em viết đơn xin thôi việc đó. Hai vợ chồng đồng lòng luôn hả? Dạ. Anh Tùng cho em hỏi là hai vợ chồng mình là yêu thương nhau không? Dạ có, em thương vợ em nhiều lắm. Tại vì mình có giận vợ bao giờ không? Có giận thì giận, em cũng giận. Đó là giận thì giận, mà thương thì thương đúng không? Dạ đúng rồi. Mình có bao giờ ra tay ra chân với vợ không? Dạ không. Mình có nhậu nhẹt say xỉn không? Có nhậu thì dạ, hai vợ chồng em nhậu bình thường ha. Hai vợ chồng nhậu chung hả? Dạ đúng rồi. Cái dạ có bạn bè đi vậy qua phòng em chơi, có nhậu thì nhậu chung chứ không có gì hết. Bạn bè qua nhậu là trai hay gái? Vậy cái vụ bạn bè bà con chú bác không rồi à, chứ không có ai xa. Người quen hả? Dạ chú bác. Vợ anh ấy hàng tháng đi làm về, hai vợ chồng có tiền này, mình có kể chuyện có đến là tháng này mình cố gắng không? Dạ có. Tiền ai giữ? Tiền nữa thì cái vụ bắn qua cho bà và vợ mua sắm vàng gì đó rồi. Dạ, cái vụ em còn dư nhiêu đó để tiêu xài hàng tháng đủ thôi. Anh làm bao nhiêu anh đưa vợ đúng không? Dạ. Vợ là bắn cho bà mẹ vợ đúng không? Dạ. Mẹ vợ mua vàng và giữ dùng đúng không? Dạ, để dành cho hai vợ chồng em. Đến giờ vài phút này mình có biết là được nhiêu không? Dạ, em hiện tại em còn dư mấy cây rồi, còn trước đó thì em xây dở các căn nhà cửa xong hết cho người anh. Có nhà rồi hả? Dạ. Giỏi đi, nhà to. Dạ, nhà em hiện tại có 140 mấy mét vuông anh. Ôi giời, nhà to đó. Dạ. Vậy là các con anh đó đang ở căn nhà đó? Dạ. Vậy là quá giỏi rồi. Dạ. Thế là vợ anh là có bao giờ là bỏ nhà đi không? Dạ em đi mấy lần rồi? Đi lần trước là đi có 18 ngày. Lần trước đi có 18 ngày thôi hả? Dạ, lần này nó đi, nó đi luôn rồi. Ngon chứ. Dạ, bây giờ mày đừng kiếm tao nữa. Mày đừng kiếm tao nữa. Tao không về với mày đâu. Tao không về với mày. Dạ. Ồ. Lần trước là tại sao vợ lại bỏ nhà đi 18 ngày? Tại vì lần trước nó quen mấy bạn tới tốt. Ví giời ơi. Vì em kêu nó ngừng, nó nói nó không ngừng. Nói mày làm gì tao làm đi. Bữa đó em giận quá. Ôi. Rồi nó bỏ đi 18 ngày rồi. Vậy là vợ anh hay hát hò trên TikTok hả? Trên TikTok vậy đó rồi. Vợ anh có hát trên TikTok không? Anh thấy hát không? Dạ có. Có hát hả? Vợ anh hát trên TikTok lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Ôi giời ơi. Anh có chơi TikTok không? Dạ em chơi
chơi mà chơi không chơi mà lướt chơi chơi đúng không? Lướt chơi chơi coi bài này bài kia gì chơi vậy đó, mình lướt cho xem cho vui thôi đúng không? Dạ, đúng chứ rồi. Mình không thực tế là mình không chơi trực tiếp đúng không? Dạ. Anh và vợ là tối có ngủ chung không? Dạ có, bình thường anh. Mình có thấy tình cảm thành vợ dành cho mình là từ trước giờ là khác thường không? Dạ cũng bình thường anh. Bình thường hả? Dạ. Cái thời gian ấy, trước cái thời điểm mà vợ bỏ nhà đi 18 ngày ấy, là lâu chưa? Cách đây cũng đâu 2023. Mới hả? 2023. Mới được 1 năm. Dạ. Ồ, vợ anh đi lúc mới giải có tìm được là vợ đi đâu không? Ở đó em cũng ở Bình Dương, Tân Nguyên. Tân Nguyên, Bình Dương? Dạ, mẹ tại em ở Phú Yên. Lúc trước mà anh tìm được vợ, vợ đang ở đâu? Dạ, lúc trước thì ở Tân Nguyên, Tân Phước Khánh. Tân Phước Khánh? Dạ. Vợ anh ở đó với ai? Vợ em chỉ ở có mình. Anh có thấy không? Dạ, có thấy. Nhà trọ? Dạ, có. Anh có thấy đôi dép một quần áo của người đàn ông không? Dạ, không. Ủa, anh có vô anh kiểm tra không? Có vô kiểm mà không có thấy ai có mặt. Anh hỏi những người hàng xóm, những người phòng trọ kế bên. Dạ. Là phòng này có người nào là đâu tới không? Dạ. Có không? Có mà hỏi. Đấy, là có đúng không? Dạ. Đấy, để có. Vậy là vợ anh về là có xin lỗi anh là vợ anh sai không? Dạ, cái lúc bữa đó nó cũng có cái xin lỗi. Ồ, có xin lỗi hả? Bỏ qua, nó nói từ đây về sau nó không chơi TikTok nữa. Ồ, vợ anh có xin lỗi mà bỏ qua. Dạ. Và nó đã hứa là từ nay không chơi TikTok nữa. Dạ. Nhưng mà về là vợ anh có chơi tiếp không? Chơi trong mạng, nó không có... Không hẳn đúng không? Dạ. Anh có thấy vợ anh gọi điện hoặc nhắn tin cho ai đó bất thường không? Dạ không anh. Anh không thấy hay anh không để ý? Em cũng để ý mà nó không... Mình vẫn nghi ngờ để ý đúng không? Dạ. Tối là mình hai vợ chồng là ai ngủ trước? Ai vợ chồng cái vụ ngủ là ngủ chung gì? Hai vợ chồng đều nhắm mắt ngủ cùng một lúc luôn. Dạ. Vô điện thoại là ngủ cùng luôn. Dạ. Ồ. Mình nhưng mà vợ như vậy là sai, nhưng mà anh có sai gì với vợ không? Em cũng có lỗi sai mà đúng. Sai vợ ổng nữa là đi là em ép nó. Đi đâu? Nó ép nó nghỉ trong công ty. Ồ. Em ơi ép nó qua là nói làm ở đâu cũng không được. Vậy đó. Là vợ bỏ thế hả? Dạ. Nhưng mà anh nói như vậy là đúng hay sai? Dạ em nói đúng mà em cũng có lỗi sai. Đấy bây giờ anh đi đâu kiếm được 13 triệu, 14 triệu một tháng? Dạ. Đi chưa? Kiếm chỗ mới chưa? Dạ hiện tại là em chưa có đi làm. Đó. Trước mắt là mình thiệt hại. Đúng không? Dạ. Bây giờ một ngày là 400-500 ngàn. Phải không? Dạ. Anh nghỉ được mấy ngày thôi? Dạ em nghỉ cách đây cũng gần 2 tháng rồi. Ôi giời ơi, gần 2 tháng mất 30 triệu rồi. Thấy dạ. Chưa? Mà có mất vợ luôn. Mình tính như vậy là sai lầm chưa? Dạ em thấy cũng có sai, em cũng thật. Bây giờ anh còn anh còn thương vợ không? Dạ. Anh còn thương vợ không? Dạ còn. Thương nhiều không? Dạ nhiều. Thương nhiều, nói chuyện với vợ đàng hoàng đi. Dạ. Tại em điện dạ em không có bắt máy được anh. Ừ. Bây giờ mình nói chuyện đây nè. Vợ anh đang xem video này, đang xem cái cuộc trò chuyện này, xem anh có thành khẩn là nhận lỗi lầm sai của mình không. Bây giờ thật lầm ấy, anh có lỗi sai với em. Cho anh xin lỗi em. Từ nay về sau em anh không có phạm lỗi với em nữa. Cho anh xin lỗi em nhiều đi, anh sai rồi. Em từ này về sau anh sẽ lo cho em. Anh hết làm sai lỗi với em rồi. Tội quá. Cho em xin lỗi đi, từ này về sau anh lo cho em. Hối hận đúng không? Dạ. Mất vợ đúng không? Dạ. Cho anh xin lỗi đi. Mất vợ là mất hết. Dạ. Cho anh xin lỗi đi. Anh về, từ này về sau anh sẽ lo cho em hết cuộc đời. Mình hứa là mình sẽ thương vợ nhé. Dạ, thương em hết cuộc đời, từ đây về sau anh lo cho em. Trước là mình yêu vợ, mình tìm hiểu, quen vợ lâu không? Dạ, cũng quen lâu. Mấy năm? Dạ, cũng 2 năm mấy ạ. Ôi giời ơi, quen quá lâu vậy mà vợ chưa hiểu nhau hả? Dạ. Mình có quen người phụ nữ nào không? Bây dạ. Giờ nè. Dạ không. Chắc không? Dạ chắc chắn.
Mà là vợ anh hôm bữa bỏ trốn đi ấy. Dạ. Là đem theo những cái gì? Không có đem theo gì hết trơn anh kỳ. Anh lấy mà thẻ ATM với giấy chứng minh. Dạ thôi. Có đem tiền đó. Không? Dạ. Có đem tiền đi không? Ông cái tiền thì trong cái bóp em rồi, dạ em bỏ đi, nó không cái lấy đi luôn. Không thèm tiền luôn? Dạ. Trong bóp em đó còn hồi lúc đó còn cần 7 triệu. Mà giấy chứng minh dạ em thì bỏ trong cái bóp em, trong túi quần em không giấu gì đâu, mà dạ em không thèm lấy luôn. Không thèm lấy luôn. Dạ, chỉ lấy giấy chứng minh. Không thèm tiền luôn? Dạ. Anh có nghi ngờ là hiện nay vợ anh giận anh là một phần. Dạ. Vì giận anh cho nên bây giờ vợ anh bỏ đi thế này, đã có người đàn ông khác đi theo không? Dạ em suy đoán là không có đâu. Suy đoán là không có luôn hả? Dạ. Em, tại vì em... Tin tưởng không? Dạ tin tưởng. Sao lúc trước mình cũng tin tưởng mà lại không mà lại vợ vẫn đi. Dạ tại vì... Mà lần trước làm sao vợ đi? Dạ em, tại vì dặn em cái... em ép nó tại vì nó muốn động lực và làm công ty kiếm tiền về quê. Tại vì sao anh lại không chịu khó với vợ hả? Tại vì em có phần lỗi sai đó, bây giờ anh xin lỗi em. Vợ anh đẹp gái thế này em. Nhà lại anh xin lỗi em xin... về với anh đi. Vợ xinh gái trắng trẻo cười duyên dễ thương, anh mà sánh nhau một cái một theo khác mổ hút ngay lập tức luôn. Nếu anh bây giờ nếu bỏ vợ này, anh có lấy người vợ khác đẹp giống này không? Dạ em không có trong cái ngày đó nữa anh. Em không. Chỉ mong vợ và anh về. Không có trong ngóng nữa đúng không? Dạ. Mình vẫn tin tưởng người vợ này đúng không? Dạ. Thế từ hôm vợ anh đi đến giờ phút này là đúng mấy tháng rồi? Dạ, gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng. Vợ anh có gọi điện nhắn tin về nhà anh không? Có gọi được có mấy lần đi mấy tháng rồi. Vợ anh gọi làm sao? Gọi bây giờ từ đây về sau em không về với anh như lúc trước nữa. Bây giờ này thôi. Lần này đừng kiếm tôi nữa. Tôi không có về như lúc trước nữa đâu. Không về là giống lúc trước đó. Dạ. Ôi giời ơi. Ê khổ thật. Thế là bây giờ anh có hy vọng không? Dạ em cũng hy vọng giờ em quay về với em. Lúc trước ấy là vợ anh nhắn tin này, đừng có kiếm tôi nữa, khi dạ. nào tôi hết giận sẽ thấy, đúng không? Dạ. Vợ anh nhắn tin là anh sống cho tốt đi, vì anh đối xử với vợ thực sự là một cách rất tệ tệ bạc. Dạ. Giờ vợ anh đi là chỉ có xin đi cầm giấy tờ đi thôi để tìm hạnh phúc mới. Dạ. Này vợ anh nhắn tin này. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Vợ anh nói là đang đi tìm hạnh phúc mới. Dạ. Thì anh nhắn lại cho vợ, cho anh biết em đang ở đâu. Tôi không còn tin tưởng vào nữa. Đừng nói nhiều. Giờ không. Nếu không cho tôi tự đi làm. Dạ. Tôi đi làm. Anh này nhắn này. Em đã ở đúng không? Dạ. Em đã ở là ở đâu? Không nói nhiều. Và anh tiếp tục không nói là không ai hiểu. Dạ. Nhưng mà vợ anh gọi cho anh sao anh không nghe máy? Dạ em ở đó em bỏ trong mà điện thoại trong cốp xe. Dạ em đi tìm vợ em. Vợ anh hiện nay ấy, là gửi cho anh một cái trang TikTok. Dạ. Mà tôi nói là góc tâm sự của những người đàn ông và những người phụ nữ gửi cho anh luôn. Dạ. Một cái nhúc cho anh xem. Dạ. Mày đừng tìm tao nữa. Tao không về sống chung với mày đâu. Ôi giời ơi. Mày nói chờ em có hai đứa con. Thế này là vợ anh không về thật rồi. Mất vợ rồi anh ơi. Cố gắng sống thật tốt nhé. Đầu tiên là hãng còn nói chuyện lịch sự này. Hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Nếu anh không còn thương, hãy chia tay đi. Có nghĩa là anh níu kéo đúng không? Em không thể quay lại như trước nữa. No đi làm đi. Trời ơi. Hết hy vọng rồi. Ôi giời, lại một số mật khẩu gì đây? Mật khẩu gì đây? Cái này mật khẩu gì? Chờ mật khẩu cái số thẻ em đó. Tại em mà không có biết đường cái số mật khẩu. Ôi giời ơi. Dạ em còn nghĩ tới em vậy nữa đó anh.
nói chuyện chứ 0 giây và 16 giây là nhiều. 0 giây không à, có nghĩa là anh gọi vợ anh không nghe máy. Em ngủ ở chỗ máy, gần máy mình làm. Đó là lúc trước anh. Rồi bây giờ thế này. Thế câu chuyện em đọc được mấy câu trạng thái tin nhắn, đó là cái quyền riêng tư của anh và vợ. Dạ. Nhưng muốn nói ở đây là những cái đúng và cái sai. Dạ. Có thể anh sẽ sai với vợ rất nhiều. Dạ. Anh sẽ nói những câu, những cái ngôn từ rất khó chịu với vợ. Dạ đúng rồi. Vì vậy vợ mới quyết định bỏ ra đi. Dạ. Vợ anh tuyên bố thẳng là hiện nay đừng đi tìm nữa, mà vợ anh sẽ đi tìm một hạnh phúc mới. Chưa biết là có hạnh phúc hay là không. Dạ. Nhưng trước mắt là phải đi tìm. Em không có muốn tìm nữa, em muốn gặp vợ. Bây giờ anh muốn gặp vợ anh lần cuối đúng không? Dạ. Để mình nói chuyện đúng không? Dạ. Anh xin lỗi vợ chưa? Dạ. Mình dạ. Từ trước đến giờ phút này mình xin lỗi vợ bao nhiêu lần rồi? Dạ. Nhiều lần chưa? Dạ. Lần này là lần thứ mấy? Là thứ hai. Thứ hai hả? Dạ. Chắc chắn không? Dạ. Rồi bây giờ anh hứa vợ anh một lần nữa đi. Bây giờ anh xin hứa với vợ, từ nay sắp tới anh không có làm lỗi sai với em nữa. Chắc chắn không? Dạ chắc. Từ nay về sau anh đối xử với em rất tốt. Dạ. Anh nhận lại xin lỗi em về với anh đi. Giờ mất vợ và mất hết, mất tất cả. Dạ. Tiền bạc không quan trọng đâu anh. Dạ, tiền bạc là vô phi. Bây giờ em có bao nhiêu tiền cũng em không có xài cũng không có vui. Đó, đúng chưa, mất vợ rồi. Dạ, ngàn lại em xin lỗi em bây giờ. Hôm nay em về đây. Em đi. Mong muốn để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi người ta có tìm kiếm vợ. Dạ, đúng. Anh có hy vọng là anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ tìm được vợ cho anh để gặp mặt nói chuyện không? Dạ, có. Hôm nay về đây có mệt mỏi lắm không? Dạ, em thấy cũng không có mệt gì mấy. Em cũng mệt lắm hả? Dạ. Anh thấy mọi người ở đây đang chờ đợi đúng không? Dạ. Thì hy vọng là các anh em sẽ tìm được. Dạ. Hy vọng anh. Anh đã thông báo với cha mẹ vợ hoặc anh xin lỗi với cha mẹ vợ anh chưa? Dạ có rồi, bữa hôm em có qua nói chuyện với bà già vợ, bà già vợ nói gắng tìm vợ đi. Có bữa hôm em có về quê rồi, bà nói là kiếm vợ con về đi làm ăn đi. Lúc có thì không giữ, nó mất rồi mới tìm, khổ không anh? Đúng dạ, không? Dạ. Anh năm nay là 42 tuổi đâu. Đó. Cái tuổi dạ, này là sẽ dạ, kiểu em thấy cũng hơi là hơi hẳn nhiều lắm. Hẳn, em cho lâu. Các con dạ, anh có biết không? Dạ biết. Biết hết luôn hả? Con anh có buồn không? Dạ nó cũng buồn anh. Chắc chắn là buồn anh. Dạ. Rồi dạ, em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh nhé. Dạ. Anh nhắc lại cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết là vợ anh họ tên là gì, sinh năm mấy, quê quán ở đâu? À, dạ em Thầy Hòn, quê quán Kiên Giang, Cò Bao. Sinh năm mấy? Sinh 1968. À, 86. 86? Dạ, 1986. Tuổi Dần. Dạ. Anh nghề được Tuất. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và may mắn. Dạ. Hy vọng là trong những ngày tới anh em sinh nhiều sẽ tìm được vợ cho anh nhé. Dạ, xin cảm ơn. Dạ kính thưa cô chú chị, nếu ai biết được thông tin chính thức em gái đang sinh sống ở đâu thì báo tin giúp anh em đồng nghiệp xin có thể lưu theo số điện thoại 0913785858. Bởi đây là cái câu chuyện mâu thuẫn là gia đình nhà nào thì cũng có chuyện lớn và chuyện nhỏ, nhưng quan trọng là cách ứng xử và xử lý của mỗi gia đình khác nhau. Hy vọng là các cô chú chị hãy giúp anh em được trình dương để anh em sớm tìm được thông tin chính thức em gái đang ở đâu. Yeah. Rồi hôm nay về đây nhờ anh em chịu dương nghìn đắc tin tìm vợ. Yeah. Anh có đồng ý cho các em chị Dương chia sẻ tất cả các thông tin của anh đến tất cả trang mạng xã hội không? Dạ yeah, được. Đồng ý không? Đồng ý. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Chúc anh thường lộ bình an nhé. Yeah. Dạ. Dạ cuối video cho phép công trần xin là thay mặt các em chị Dương. Dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.